Nada, xin chào cả nhà đến với lại kênh Lê Cúc Kinh. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà một món ăn cũng khá là quen thuộc, đó chính là món chân gà hấp hành. Thì hôm nay mình sẽ dùng cái loại chân gà mà chân gà rút xương nha cả nhà, để mình ăn cho nó dễ thôi. Bạn nào thích ăn nguyên cái chân gà để mà mình gặm xương, mình cắn xương á, thì chúng ta có thể dùng chân gà nguyên. Và đây là phần chân gà mình đã chuẩn bị xong nè cả nhà ha. Mình sẽ rửa thật là sạch. Móng thì mình sẽ cắt bỏ hết móng ha. Rồi phần nguyên liệu đi kèm chúng ta sẽ có là hành lá, hành hương. Đó, càng nhiều hành thì càng ngon cả nhà ha. Hành thì các bạn lựa mà cái hành nhỏ nhỏ thế này nè, ăn nó ngon hơn là cái hành bự ha. Nó thơm hơn nữa. Ngoài ra thì mình có thêm gừng. Gừng thì để chúng ta luộc cái phần gà để mình khử cái mùi tanh đó mọi người. Còn ở đây có thêm rau ram để mình ăn kèm. Ở đây mình sẽ có chanh ớt để lát nữa mình sẽ làm cái phần muối ớt để mà mình chấm mọi người ha, muối ớt chanh á. Thì ngoài ra mình sẽ cần một số cái gia vị cần thiết để chúng ta nêm nếm theo khẩu vị của từng gia đình cả nhà ha. Lúc mà mình luộc chân gà thì mình sẽ cần có thêm giấm nữa cả nhà ha. Giấm với lại gừng để chúng ta khử mùi và làm cho cái chân gà mình nó cắn hơn. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau note lại những nguyên liệu cần thiết để chúng ta thực hiện món chân gà hấp hành. Rồi khi mà phần nước của mình bắt đầu sôi như thế này rồi nè ha, thì mình sẽ cho cái phần gừng vô. Ở đây mình chuẩn bị gừng với cả giấm nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho phần chân gà vô mình luộc nha cả nhà ha. Rồi mình cũng sẽ cho thêm khoảng một muỗng canh giấm nha cả nhà, để chúng ta cho cái phần chân gà nó trắng ha. Gừng là để chúng ta khử cái mùi gà, và cái giấm để chúng ta cho cái phần chân gà nó trắng hơn. Rồi bây giờ mình sẽ nêm nếm luôn nha cả nhà ha. Mình sẽ nêm một chút muối nè. Một chút bột ngọt ha. Hạt nêm. Mình dùng hạt nêm gà luôn ha cho nó thơm. Rồi, chúng ta sẽ nấu tiếp khoảng 10 đến 15 phút ha, để cái phần gà chúng ta nó mềm. Tùy theo cái sở thích nha cả nhà. Thí dụ mọi người muốn ăn nó giòn giòn một tí thì mình sẽ luộc nó nhanh hơn một tí ha, mình phải canh. Còn bạn nào thích ăn nó mềm rụt một tí thì chúng ta sẽ nấu lâu ha. Nè, đây là phần chân gà rút xương nè ha. Còn này là phần chân gà nguyên. Nói hấp thì hấp vậy thôi, nhưng mà thật ra cái bước luộc là chín nha mọi người ha. Mình phải luộc cho nó chín luôn. Rồi lát nữa mình sẽ hấp với hành cho nó thơm thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình luộc nha. Rồi sau khi mình luộc chân gà khoảng 10 đến 15 phút thì mình sẽ tắt bếp nha, mình thấy cũng vừa ăn rồi nè. Và mình sẽ vớt ra một cái dĩa để mình hấp hành luôn nha. Hôm nay mình hấp chân gà rút xương ha. Rồi phần chân gà cũng đã luộc xong rồi ha, thì hành lá cũng đã chuẩn bị xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ cắt hành ra mình bỏ vào đây để mình hấp hành ha cả nhà ha.
Rồi bây giờ mình đã chuẩn bị phần hành đồ xong rồi cả nhà ha. Mình sẽ cho vô luôn. Cái phần gốc, phần cọng này mình để riêng nè. Đây mình sẽ cho thêm tiêu xanh nữa nha cả nhà, cho nó thơm. Rồi bây giờ mình sẽ pha cái phần nước chấm nha, phần muối để mình chấm gà mọi người. Có chanh nha. Đó, ở đây mình vắt một trái ha, thì ở đây mình tính ra là được khoảng 3 muỗng nước cốt chanh. Tương đương với 3 muỗng nước cốt chanh sẽ là 3 muỗng đường cả nhà ha. Hai muỗng rưỡi đến 3 muỗng ha. Tùy theo khẩu vị nha, ở đây mình sẽ cho khoảng nửa muỗng muối là vừa ha. Ớt xay nha cả nhà. Ngon vậy chưa? Nó sệt ngon vậy chưa? Và cái phần nước chấm mình đã chuẩn bị xong mọi người ha. Giờ mình sẽ thưởng thức món chân gà hấp hành thôi. Thơm quá cả nhà ơi. Thì nói chung á là phần chân gà mình đã luộc cũng rất là kỹ rồi ha. Ở đây chủ yếu là mình hấp cho phần hành nó thơm mọi người ha. Đó, mà thật sự ra khi mà mở nắp ra rất là thơm nha. Đó, các bạn thấy ngon ghê chưa? Chân gà hấp hành. Rồi, vậy là mình vừa chia sẻ với cả nhà xong món chân gà hấp hành rồi ha. Các bạn thấy không? Rất là hấp dẫn nha. Ở đây mình thêm một ít tiêu xanh mà ăn kèm và cũng rất là thơm. Còn hành á, bạn nào muốn chín mềm, chín rục á thì mình hấp lâu lâu một tí ha. Bạn nào muốn ăn nó tươi tươi dần dần thế này thì mình canh thời gian mình hấp thôi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Và đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình các bạn nha. Theo phút kinh. Và cả nhà cũng đừng quên ăn kèm với món nước chấm mà mình vừa chia sẻ với cả nhà ha. Phần muối chanh, ớt như thế này nè, mình chấm cái chân gà rất là hợp, rất là ngon nha.